Bão số 3 đã khiến cho các tỉnh miền Bắc như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Và sau cơn bão, các địa phương đã khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Truyền hình Nhân dân. Tại thành phố Hải Phòng, tính đến 6 giờ sáng nay mùng 8 tháng 9 đã có 1 người chết và 13 người bị thương và nhiều công trình kết cấu hạ tầng bị hư hại gãy đổ. Tình hình thiệt hại ở mức rất lớn và chưa thể thống kê chính xác. Một người chết tại huyện Tiên Lãng do bị tường bếp đổ. Đây là một trường hợp nhà ở kiên cố không thuộc diện di dời. Các lực lượng chuyên trách tiếp tục tập trung ứng cứu kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Tại tỉnh Quảng Ninh, bão số 3 đã làm 3 người chết, 58 người bị thương, hàng loạt cây xanh ở các tuyến phố bị gãy đổ, bật gốc, nhiều nhà dân hàng quán bị sập tốc mái, nước biển dâng cao gây ngập cục bộ ở một số nơi, nhiều tàu thuyền bị chìm. Bên cạnh đó, hệ thống điện cũng bị tê liệt, nhiều cột điện gãy đổ gây mất điện trên địa bàn toàn tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị thương do bão. Các bệnh nhân đa phần đều gặp chấn thương do mảnh kính, mảnh tôn rơi vào. Khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đi thăm hỏi động viên các nạn nhân trong bão. Hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại sau bão. Trong đêm 7 tháng 9, mưa to kèm theo gió giật mạnh tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã khiến nhiều cây xanh, cột điện gãy đổ, gây cản trở về giao thông. Lực lượng chức năng đã có mặt khắc phục kịp thời. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, dọn cây gãy đổ, ngành điện bố trí nhân lực xử lý sự cố mất điện tại nhiều khu vực. Các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn. Theo báo cáo tại nhiều địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc, bão số 3 đã gây mưa rào và dông kèm theo gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 90 mm. Bước đầu đã có những thiệt hại vật chất như gãy đổ hàng trăm cây xanh, nhiều trạm biến áp bị ảnh hưởng, diện tích lúa đổ trên địa bàn ước khoảng 6.000 ha. Hiện các lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân gặt lúa để giảm thiểu thiệt hại, cắt bỏ và di chuyển cây bị gãy đổ để bảo đảm giao thông được thông suốt. Tại Yên Bái, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, đã gây ra nhiều thiệt hại nặng. Mưa lớn đã gây ra lũ trên các sông suối, nhiều thủy điện bắt buộc phải xả lũ qua tràn, gây ngập lụt, cục bộ nhiều nơi. Mưa lớn còn gây ra thiệt hại 174 ngôi nhà do tốc mái, sạt lở đất, hơn 181 hectare hoa màu bị gãy đổ ngập lụt, đường tỉnh lộ 174 sạt lở khoảng 100 mét khối, gãy đổ 8 cột điện hạ thế, ước tính sơ bộ thiệt hại ban đầu khoảng 2,5 tỷ đồng. Đến sáng nay, Yên Bái đã hoàn thành phương án di dời 10.438 người dân đến nơi an toàn. Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, từ đêm 7 tháng 9 đến sáng ngày 8 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gây thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của nhân dân. Các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã di rời khẩn cấp 13 nhà do ngập nước và sạt lở ta luy dương. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây chia cắt cục bộ. Mưa lớn cũng gây ngập úng thiệt hại, ảnh hưởng đến hơn 133 hectare hoa màu của người dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn đang có mưa, vì vậy các địa phương cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.